Văn Thanh sẽ đi qua cái cầu này. Cầu này là tải trọng nó tới 3 tấn lận. Văn Thanh đi qua bên đó. Văn Thanh lấy 3 công đất cho bà con mình. 3 công kêu 6 tỷ. Nó đã lên 150 mét thổ cư rồi. Còn lại là đất lúa. Ở đây đi 5 cây số, đi 5 cây số bà con mình sẽ đi ra được khu công nghiệp Liên Minh Xuân, đi ra Trần Đại Nghĩa đó, đi 5 cây số ra tới Trần Đại Nghĩa. Ở đây bà con mình đi 2 cây rưỡi thôi, ra 2 cây rưỡi là đi ra tới đường Tân Long. Tân Long là ngay cầu Tân Bủ, cầu Tân Bủ mà nó nối giữa Tân Bủ bên Trần Nguyễn Hữu Trí, bên Nguyễn Hữu Trí bên kia qua bên đây là đường Tân Long. Ở đây là xã Tân Nhật, huyện Bình Chánh. Đường này đường xe chừng 2-3 tấn ok ha. Đất của mình đi qua cầu này là tới rồi. Đất của mình thì mặt tiền bờ sông này được 58 m. Đây mặt tiền bờ sông 58 m. Mặt tiền đường ấp 6 này là 60 m. Miếng đất này là tổng thể là 3000 m. Đã có 150 mét thổ cư rồi. Chủ đang gửi là 6 tỷ nha. Đây miếng đất ngay gốc rất là đẹp luôn. Bà con thấy không, hai hướng đi nha, hướng này đường xe tải trọng tải chắc có 2 tấn đi được ha. Đường này cũng vậy, rất là ok luôn, hai hướng. Đây là ấp 6, xã Tân Bủ, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Đây trước mặt mình cũng có con rạch đi ngang ha, rồi bên đây thì cũng có con kinh. Đây cầu người ta mới sửa chữa luôn, cho bà con coi. Không có gần mấy khu công nghiệp nên đỡ bị nước thải. Hay bà con. Dừa nước thì về đây thì bao ăn luôn đây, dừa nước đây. Đất của mình là mặt tiền bờ kinh này nha. 58 m, mặt tiền này được 60 m, hai mặt tiền. Giá trị 3000 m này chỉ có 6 tỷ thôi. Đất lúa, đất đang trồng lúa mà đã lên thổ cư được 150 m rồi, ai muốn về muốn lên thêm lên. Rồi bây giờ bà con lưu lại số điện thoại của Văn Thanh, có nhu cầu thì alo 078 666 8368. Con đường này đi chút xíu nè, đi tới có con đường đan 5 m ở dưới đó. Đường đan nó rất là lớn, chạy thẳng ra đường Tân Long, đi qua cầu này, đi thẳng đây cũng ra được đường Tân Long, ra cầu cầu Tân Bủ Tân Nhật luôn. Qua cầu này quẹo trái thì đi về đường khu nghiệp Liên Minh Xuân, Trần Đại Nghĩa.